Thập nhị nhân duyên của may mắn. Jimmy Buffett khuyên nên khôi hài một chút, bớt quan trọng hóa, nhất là trong lúc bị trở ngại. Tin vào linh tính của chính mình, luôn tiếu ngạo sáng tạo với may mắn thì thành công cũng đến. Cầu nguyện được may mắn mà không nỗ lực tạo ra may mắn cũng trở nên vô ích và không có kết quả khả quan. May mắn không thể do cầu nguyện hay ước muốn suông, mà phải hành động để tạm thời có được may mắn trong đời. Tôi rất tin tưởng ở may mắn, và tôi tìm may mắn từ cánh sinh. Càng khó nhọc làm, càng được may mắn nhiều hơn. Thomas Jefferson. May mắn tốt nhất là tự mình tạo ra. Douglas MacArthur. Sau đây là 12 bí mật của may mắn bởi Alex Rovira và Fernando Chias de Bet. Bí mật đầu tiên: hãy tạo ra may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài, bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ có thể ở lại với chúng ta lâu dài. Bí mật thứ hai: biết theo đuổi may mắn. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công, nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó. Bí mật thứ ba: dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn, thì rất có thể là bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải thay đổi, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Bí mật thứ tư: biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tìm ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Bí mật thứ năm: đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Bí mật thứ sáu: biết quan tâm để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất, may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như là không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn. Bí mật thứ bảy: hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra. Đối với những người chỉ tin vào vận may, thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn, thì họ không tin vào những điều may rủi. Bí mật thứ 8: may mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán sự may mắn của mình, và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra, và đừng tin vào những ai đang cố bán hay chuyển nó cho bạn. Bí mật thứ 9: hãy giữ vững niềm tin. Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết, thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Để đạt được may mắn, bạn phải có niềm tin và lòng kiên trì. Bí mật thứ 10: ai cũng có thể gặp may mắn. Hiểu rằng tạo ra may mắn chính là chuẩn bị điều kiện lý tưởng cho những cơ hội khi nó đến.
mà cơ hội thì lại chẳng liên quan gì đến may mắn hay sự tình cờ. Nó đến với tất cả chúng ta. Bí mật thứ 11. Cội nguồn của sự may mắn. Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn. Hãy bắt đầu ngay, bạn cũng có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Bí mật thứ 12. Không bao giờ là quá trễ. Không bao giờ là quá trễ để bạn có thể tạo ra may mắn cho chính mình. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh không may mắn của mình. Phân tích của Takahashi về cầu bất đắc khổ. Đa số chúng ta đều cầu bất đắc khổ và đều biết mình bị dằn vặt bởi nỗi khổ cầu không ứng nghiệm này. Nỗi khổ này không quá khó hiểu vì mọi người đều kinh nghiệm hàng ngày, biết mùi vị đắng cay của nó và tưởng là không ai hiểu nó hơn mình. Trên thực tế, nhiều người đã không thực sự hiểu về nỗi khổ này nên họ cứ khổ mãi cho tới cuối đời. Những điều mà Takahashi giải thích về nỗi khổ và cách để thoát khỏi nỗi khổ bằng toán học dưới đây đơn giản là luật cung cầu của vũ trụ, mà luật cân bằng cung bằng cầu là giải pháp tương đối tốt nhất cho mọi vấn đề, nhất là đau khổ. Nỗi khổ này là do tham cầu nhiều hơn được, tức cầu lớn hơn đắc. Độ khổ này còn tùy theo mức độ cầu và mức độ đắc của bạn. Cho nên dù cầu lớn hơn đắc, nhưng cùng độ cầu thì người nào có đắc lớn hơn sẽ ít khổ hơn. Từ đó có thể đánh giá được độ khổ. Công thức độ khổ. Công thức độ khổ bằng kết quả của cầu trừ đắc rồi chia cho cầu. Ví dụ, bạn mong muốn kiếm 100 triệu Mỹ Kim, nhưng mà kém may mắn, chỉ kiếm được 70 triệu Mỹ Kim. Thì độ khổ là 100 triệu trừ đi 70 triệu chia cho 100 triệu bằng 30%. Nếu bạn xui xẻo chỉ kiếm được 30 triệu đô la, thì độ khổ sẽ lên tới 70%. Đa số những người độ khổ của họ là 100% vì đắc bằng 0 đô la mà te tua. Riêng tôi thì tôi mong chỉ được xui xẻo khổ 90%, với 10 triệu đô la là sướng rồi. Tệ hơn, tôi rất đau khổ đến 99% nếu chỉ được 1%. Nhưng tôi vẫn lấy 1% đắc và tiếc cho 99% bất đắc. Rồi thì thua kéo này bày kéo khác. Điều này cho thấy đa số chúng ta suốt đời đau khổ đến 90% hay 99%, than van 90% hay 99%, nhưng 10% hay 1% còn lại cũng không nổi tệ, còn hơn đắc 0% để oán trời trách đất. Cái này gọi là khổ mà sướng. Có người thì cho là sướng mà khổ. Trong khổ có sướng, trong sướng có khổ. Cầu bất đắc khổ lẫn sướng, cầu sở đắc sướng lẫn khổ. Hay méo mó nghề nghiệp, khổ tức là sướng, sướng tức là khổ. Thuyết diệt dục và sai lầm. Theo Takahashi, nhiều người nghĩ rằng họ khổ là do mong cầu, nghĩa là không có cầu thì họ sẽ không khổ. Ta hãy dùng toán học phân tích xem thế nào. Giả sử cầu bằng 0 và đắc bằng 0, thì độ khổ bằng 0 chia cho 0. Về mặt toán học, thì 0 chia cho 0 ở đây không phải ra số 0, mà thực chất có thể là bất kỳ số nào. Undefined. Nghĩa là bạn không thể hết khổ được. Tôi sẽ chứng minh rằng cầu không thể bằng không.
Từ đó nếu đắc bằng không thì chắc chắn bạn sẽ khổ 100%, tức đủ khổ ải trên đời. Ghi chú: tỷ lệ 0 trên 0 là để chỉ sự không tồn tại trong toán học. Một người chỉ đạt độ khổ 0 trên 0 khi họ không tồn tại, tức là họ đã chết. Việc này không cần đòi hỏi phấn đấu, mà chết đi là sẽ đạt 0 trên 0 thôi. Ngay cả zombie cũng không đạt được 0 trên 0. Thế này, nếu bạn cần phải diệt dục để tới mức cầu bằng 0, thì vẫn còn một dục, tức là cầu. Đó chính là nhu cầu diệt được dục, hay gọi là nhu cầu không có nhu cầu. Ngày nào bạn cũng phải dồn nén chống lại nhu cầu tự nhiên của cơ thể bằng cách tự kỷ ám thị. Dục vọng là nguồn gốc của khổ đau, nghĩa là chắc chắn bạn có mong cầu, do đó cầu lớn hơn không. Mặt khác, vì quan niệm diệt dục nên bạn không nỗ lực vận động có thứ mình muốn, nên đắc cũng sấp xỉ bằng không. Do đó, độ khổ bằng cầu trừ đi đắc chia cho cầu nhân với 100% sẽ ra kết quả sấp xỉ gần bằng 100%. Đáng tiếc bạn không thể bớt khổ bằng cách diệt dục, nhưng tiết dục. Hãy suy nghĩ một chút, nếu bạn không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể thì sao? Sau một thời gian, cơ thể sẽ sinh ra nhiều bệnh hiểm nghèo do thiếu chất đạm. Bạn sẽ chịu đau đớn về thể xác, và bạn sẽ có niềm tin đời là bể khổ, có thể còn đem tới nỗi khổ về tinh thần nữa. Làm thế nào để giảm cầu bất đắc khổ? Ở trên, Takahashi đã lập công thức về độ khổ. Độ khổ bằng cầu trừ đi đắc, rồi chia cho cầu nhân với 100%. Điều kiện cầu lớn hơn hoặc bằng đắc, còn nếu cầu nhỏ hơn đắc thì độ khổ bằng không. Để làm triệt tiêu nỗi khổ, bạn cần làm cho nhiều hay bằng cầu? Đắc lớn hơn hoặc bằng cầu. Thời điểm đắc vượt quá cầu thì bạn đã được trạng thái không khổ, tức là thanh thản. Điều có thể làm bạn ngạc nhiên đó là giá trị tuyệt đối của cầu lại không quan trọng, mà giá trị tương đối giữa đắc và cầu mới quyết định độ khổ của bạn. Nghĩa là mong cầu của bạn khá lớn nhưng vẫn nhỏ hơn sở đắc của bạn, thì bạn hoàn toàn không khổ chút nào. Bí quyết để không khổ không phải là hạn chế cầu, mà là luôn duy trì cầu ở mức nhỏ hơn đắc, thường 10% tới 30%. Tại sao lại tăng cầu? Từ công thức trên, bạn sẽ nghĩ để giảm đau khổ thì càng giảm mong cầu càng tốt, và càng tăng sở đắc càng tốt. Về toán học thì cũng đúng, nhưng không thay đổi gì vì độ khổ đã bằng không ở thời điểm đắc bằng với cầu rồi. Việc giảm cầu là việc nguy hiểm, sẽ khiến bạn khổ trong tương lai. Bởi vì nếu bạn giảm cầu thiết yếu, bạn sẽ bị ảnh hưởng về tinh thần và thể chất. Ví dụ tiết kiệm quá mà suy dinh dưỡng, hay tiết tiền quá mà làm bản thân lao lực dù không thực sự thiếu tiền, dẫn tới một cầu rất lớn trong tương lai. Ví dụ bệnh hiểm nghèo phải chữa, hay là bệnh lao lực mãn tính. Bản thân nhu cầu về việc giảm cầu cũng tạo nên một cầu mới, và cầu này có thể lớn lên rất nhanh khiến tổng cầu của bạn tăng cao, mà nếu không kiểm soát nổi bạn sẽ lại rơi vào trạng thái khổ. Người khôn ngoan không có giảm cầu, mà để cầu tăng theo nhu cầu tự nhiên, chỉ giảm những cầu không có hiệu quả kinh tế hay hiệu quả thiết thực, và đồng thời tăng đắc để luôn ở trên mức cầu. Cầu là động lực của đắc. Đây là điều bạn cần nhớ. Giảm cầu đồng nghĩa với giảm động lực của đắc, và thường sẽ dẫn tới suy giảm về đắc. Giữ cho cầu ở mức cao, nghĩa là giữ động lực cho đắc ở mức cao. Từ đó có thể
sẽ đắc được nhiều thành quả hơn. Giữ cầu đủ cao thì tốt, nhưng quá cao thì lại rơi vào vòng khổ đau. Nên giữ ở mức nào còn tùy thuộc vào khả năng của bạn có thể tăng đắc tới đâu, tức là học tập nâng cao năng lực tới đâu. Làm thế nào để tăng đắc? Đây là một lĩnh vực rất giống với việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Đắc của bạn chính là giá trị trên thị trường của bạn, mà giá trị này quyết định bởi tổng các kỹ năng của bạn mà có, mà xã hội cần. Và không chỉ đơn thuần là phép tính cộng, mà phải nhân thêm hệ số 1 cộng alpha nữa. Bởi vì hai kỹ năng sẽ giúp bạn có năng lực cạnh tranh cao hơn là hai người có kỹ năng riêng lẻ. Việc quan trọng nhất trong đắc là không ngừng học hỏi những kỹ năng mà xã hội cần, hay còn gọi là không ngừng tiến hóa. Chỉ có cách nỗ lực học tập, làm việc, cải tiến, bạn mới có thể tăng đắc một cách chắc chắn. Và bạn cũng phải làm ăn chân chính thì đắc mới lâu bền mãi mãi, tạo nền tảng cho một cuộc sống vui vẻ được. Nếu bạn làm ăn bất chính, tới lúc nào đó bạn sẽ không làm ăn được, và từ đó cuộc đời bạn sẽ xuống dốc. Nếu thế thì bạn nên tin đời là bể khổ, và thực hành diệt dục đi là vừa. Khổ riêng lẻ và khổ tổng hợp. Chúng ta cũng cần phải hiểu là bạn có thể khổ ở lĩnh vực này, nhưng hoàn toàn không khổ ở lĩnh vực khác. Bệnh ta thán vốn là bệnh trầm kha của đa số nhân loại, nên nếu họ khổ một lĩnh vực thì họ sẽ tưởng như họ khổ toàn tập, và từ đó thực sự họ khổ toàn tập thật, chủ yếu do tinh thần yếu đuối và bệnh ta thán. Takahashi phân tích khổ riêng lẻ và khổ tổng hợp để làm gì? Là vì bạn cần phải giải quyết riêng lẻ các nỗi khổ, và cần nhận thức là bạn không thực sự quá khổ. Nếu bạn không có nhiều tiền thì bạn không có nỗi khổ phải lo giữ tiền. Đây lại là một nghệ thuật tiêu tiền, tức là dùng tiền làm trung gian để chuyển hóa các nỗi khổ cho nhau, từ đó giảm những nỗi khổ lớn nhất xuống và hướng tới cuộc sống hoành tráng. Bởi vì việc kiếm tiền có thể không khổ gì với bạn nếu bạn không ngừng học tập và có năng lực cao. Từ đó mà bạn hết khổ. Bạn hãy nghĩ hai trường hợp sau. Ông A kiếm rất nhiều tiền nhưng tiêu rất tằn tiện. Bà B kiếm tiền vừa phải và chi tiêu để có cuộc sống thoải mái. Thế người nào sống tốt hơn? Đương nhiên là bà B rồi. Bởi vì kiếm tiền và tiêu tiền là hai nghệ thuật thiết yếu mà chúng ta phải học để sống hoành tráng. Trên đời, số người kiếm tiền giỏi rất nhiều, nhưng số người thực sự sống tốt lại khá hiếm, vì họ không có kỹ năng tiêu tiền. Ngược lại, đa số có những người tiêu tiền rất giỏi, nhưng lại kiếm tiền rất dở, hay xài tiền nhiều và nhanh hơn kiếm ra tiền, hay tiết kiệm tiền. Hiện tại thì họ có thể vui, nhưng tương lai khốn khó và độ khổ rất cao. Bạn cần ý thức được việc học cả hai lĩnh vực này. Đời không nhất định là sẽ khổ, mà do chính bạn lựa chọn cho bản thân. Takahashi. Như tôi đây, có nhiều chuyện không thích đáng thì tôi dùng tiền để không phải mất công sức thì giờ để làm. Thay vì phải làm, tôi thuê người khác làm cho mình. Nhờ tiền mà tôi làm được việc mình thích hợp với công suất cao, thay vì phải làm việc mình không thích hợp, tốn nhiều thời gian với kết quả thấp. Việc quan trọng nhất là tăng đắc tiền lên và biết cách tiêu tiền cho hợp lý, giúp mình lẫn giúp những người phục vụ mình tăng đắc tiền. Dĩ nhiên là phải có tiền mới thực hiện được những điều trên, nhưng nếu luôn cầu mong nghĩ đến như vậy, sẽ hy vọng được đắc tiền. Sử dụng đồng tiền một cách thông minh chính là bạn bố thí đầy trí tuệ trong Phật giáo. Takahashi giải thích lý mong cầu dùng lý luận và toán học lẫn kinh nghiệm bản thân.
Tôi xin dùng Phật giáo để giải thích tỷ lệ 0 trên 0 bằng emptiness trên emptiness bằng bất khả tư nghị. Số 0 này không có nghĩa là zero, mà là emptiness. Tinh thần trách nhiệm. Những người thành công vĩ đại trên đời, và nhất là Bạch Thủ Hưng Gia, từ hai bàn tay trắng tự mình dựng lên sự nghiệp giàu sang, đều có những suy nghĩ rất giác ngộ. Tất cả những gì họ đạt được đa số là nhờ vào xã hội, chứ không phải hoàn toàn nhờ từ vợ chồng con cái hay cha mẹ anh em bà con của mình. Cho nên họ thường nói phải trả lại phần nào cho xã hội thay vì để lại hết cho con cái. Đa số những Bồ Tát này đã ngộ được luật vay trả của tâm linh, cũng như là trong thương trường. Nước Mỹ giàu có hùng mạnh lâu nhất thế giới so với những đế quốc khác, cũng vì nhờ chính phủ và lẫn nhiều công dân Mỹ có lòng bố thí quảng đại cho nước mình và cho cùng thế giới so với những quốc gia khác. Càng viện trợ càng giàu mạnh, càng cho nhiều càng nhận nhiều. Dĩ nhiên có nhiều người đã nghi, suy bụng ta ra bụng người, cho rằng người giàu cho tay này lấy lại bàn tay khác, không cho không. Hay là họ mua bán cho quyền lợi của riêng họ. Những điều này cũng có thể đúng phần nào. Nhưng trước khi được cho và muốn nhận, thì mình nên tự hỏi lòng là mình có xứng đáng được cho và được ưu tiên giúp đỡ hơn những người khác không? Người giàu có quyền lựa chọn cho ai, với điều kiện hay vô điều kiện. Ngược lại, người nhận cũng có quyền tự ái cao, từ chối vô điều kiện, đâu phải bị bắt buộc nhận giúp đỡ. Một quốc gia nghèo, không có uy tín quốc tế lẫn khả năng kinh tế, không thể mượn tiền ngân hàng quốc tế của những nước giàu vô điều kiện vì nợ khác với tiền chùa của viện trợ. Con nợ muốn vay nợ để làm gì thì làm, không có lý do chính đáng, không phải trả lại cả vốn lẫn lời vô điều kiện. Nếu đó là điều kiện của kẻ đi vay nợ, thì chúng ta chưa thấy một ngân hàng nào trên thế giới lại chiều khách nợ đến như vậy, trừ khi con nợ đã nợ thật nhiều trước đó mà chưa trả xong. Ngân hàng phải cắn răng cho họ nợ tiếp, không thì họ khai phá sản, xù nợ. Người giàu nhất thế giới Bill Gates từng tuyên bố sẽ chỉ để lại cho con 0,05% tổng số tài sản kếch sù của mình, còn lại làm từ thiện, giúp đỡ nhân loại lẫn chúng sinh. Báo chí hỏi tại sao lại như vậy? Ông trả lời đại ý: con tôi cũng như những người khác phải tự kiếm sống, không những phải có trách nhiệm kiếm sống để phục vụ chính bản thân và gia đình mình, mà còn phải có nhiệm vụ đóng góp cho xã hội. Tất cả con người phải làm việc và sản xuất. Tại sao tôi phải cho không con tôi rất nhiều tiền? Đối với đa số những người bình thường như chúng ta, thì chúng ta khó mà hiểu nổi Bill Gates. Có thể ông này điên hay ngu nhất đời. Hoàng tử Ả Rập Saudi Al-Walid bin Talal hôm 1 tháng 7 năm 2015 vừa tuyên bố sẽ dành toàn bộ khối tài sản 32 tỷ đô la cho hội từ thiện Al-Walid Philanthropic. Ông Hoàng 60 tuổi cho biết chính quỹ từ thiện của Bill and Melinda Gates Foundation thành lập năm 1979 đã tạo cảm hứng cho quyết định bố thí tài sản của ông ta. Cũng có những người con với lòng bồ đề sẵn sàng từ chối thừa hưởng gia tài. Stephen Covey, người từng được tạp chí Time bầu chọn là một trong 25 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới, viết di chúc để lại tiền cho con và ra đi năm 2012. Cả 9 người con sau khi đọc di chúc của cha mình, không ai nhận tiền thừa kế. Họ lý giải rất giản dị rằng họ là những người bình thường và hoàn toàn có thể tự lao động, tự kiếm sống,
thay vì sống nhờ vào gia tài kếch xù của cha mình để lại. Lại thêm 9 người con điên và ngu xuẩn nhất đời. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe tới. Tương tự, tỷ phú Warren Buffett sống rất đơn giản như người trung lưu. Viết di chúc chỉ để lại 10% tài sản của mình cho con, còn lại là làm từ thiện. Tuy nhiên, 3 người con, dù không phải quá giàu có, cũng từ chối và hứa sẽ dành luôn số tiền 10% thừa hưởng đó cho từ thiện nếu nay mai cha mình chết. Những người này là Bồ Tát sống giữa chợ đời hay là những kẻ điên dại? Những người cha kiên quyết không để lại tiền cho con, hoặc những người con quyết liệt không nhận tài sản thừa kế, chắc chắn không phải là những người không coi trọng đồng tiền. Vì hơn ai hết, họ đã phải đổ mồ hôi, công sức và trí tuệ cả đời để tạo dựng nên sản nghiệp. Mấy ông cha này ích kỷ, tàn ác và bần tiện, làm ra tiền để cho vợ con hưởng thay vì cho người khác. Và lại có những đứa con dại khờ, thay vì oán trách cha mình lại không tranh chấp gia tài. Kinh Phật đã chứng minh, chúng sinh tuy thấy giống nhau nhưng tâm trí bất đồng. Mà những trường hợp mãn hữu này thật là rất đặc thù, hy hữu. Chúng ta không phải là họ và chưa được 1/1000 lần của họ, nên chưa hiểu nổi những điều họ nghĩ và làm. Như Phật nói, họ là những người ngược đời hay bị xuôi dòng như những kẻ phàm phu. Điều này cho thấy những kẻ thành công lớn đã giác ngộ, cái kiến tánh của họ khác xa những kẻ vô minh thất bại. Những điều họ làm không phải là chúng ta không muốn làm, nhưng chưa làm được đó thôi, vì chúng ta cũng thường hay van vái: lạy trời, lạy Phật, lạy Chúa, cho con trúng số độc đắc thật giàu có. Con sẽ giúp đỡ cha mẹ, anh em, bà con, làm điều thiện, bố thí cho kẻ nghèo, lẫn hối lộ trời Phật Chúa, bằng cách cúng nhiều tiền cho chùa, cho nhà thờ. Nên nhớ, đồng tiền tự mình cực khổ kiếm ra, mà cho hết người ngoài, khác với đồng tiền từ trúng số, cờ bạc, thừa tự, trên trời rớt xuống. Hai cái này có rất khác nhau. Nhưng trời Phật Chúa thật bất công, mình cầu cho người mà trời Phật Chúa không ban cho mình. Tỷ phú Hồng Kông Yu Pang Lin vừa qua đời ở tuổi 93, để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản giá trị khoảng 2 tỷ đô la cho hoạt động từ thiện. Yu Pang Lin khẳng định, nếu các con tôi giỏi hơn tôi thì chẳng cần phải để nhiều tiền cho chúng. Nếu chúng kém cỏi thì có cho nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chúng nó mà thôi. Những người vĩ nhân này, không phải họ không phải không để lại gì cho con cái mình. Họ để lại cho con mình những cái cao siêu hơn mà không ai thấy được. Họ biết có một thứ còn quý giá hơn tiền, quan trọng hơn tiền. Đó chính là trách nhiệm. Mà trước hết là trách nhiệm với chính mình, rồi trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và thế giới. Họ cũng ý thức được một cách sâu sắc, ẩn họa của việc xài những đồng tiền không do chính mình làm ra nếu không có trách nhiệm. Cho nên, cha mẹ nên để lại cho con cái hai thứ quan trọng nhất đời trước khi giao lại tài sản. Đó là tinh thần trách nhiệm bản thân và năng lực thực thi trách nhiệm. Không để lại hết tiền cho con cái, nhưng để lại cho con cái ý thức trách nhiệm và trang bị cho con mình năng lực để chịu trách nhiệm thông qua cách làm người, trách nhiệm trong đời sống. Ấy là đã để lại một sản nghiệp tinh thần đồ sộ cho con cái rồi. Vì tôi chưa được giác ngộ như họ, nên không hiểu trách nhiệm là cái quái gì mà nó đồ sộ như vậy. Trách nhiệm có cầm ăn khi đói được không? Có thể vì những kẻ thua thiệt, phàm phu tục tử như chúng ta không bao giờ nghĩ tới làm được như là những bậc đại phú đại đức này. Vì vậy mà đa số chúng ta sẽ không bao giờ thành công và trở thành đại phú.
thà không làm đại phú còn hơn phải cống hết gia tài của mình cho từ thiện, cho xã hội. Cảnh cáo: nếu mình may mắn giàu có rồi, dại dột quyết định để hết gia tài cho người ngoài, thì phải xin phép vợ trước. Có thể vợ mình vô minh, không được như là vợ của Bill Gates, cũng đồng ý với chủ trương của chồng. Thứ hai là không thể nói ra cho con cái biết dự định của mình, vì nói ra chỉ hại mình, hại nó, hại vợ. Trừ khi mình bắt trước Phật, trốn nhà đi tu sau khi xả hết của cải. Tôi không cần phải khuyên quý vị nên làm hay không nên làm những điều trên, vì chính tôi cũng chưa điền dài để làm như vậy. Dường như giác ngộ và bố thí không phải là hành động khôn ngoan tí nào cho những kẻ ưa thuận dòng như chúng ta. Không chừng một ngày nào đó, khi mà chúng ta trở thành tỷ phú ở Mỹ, thì có thể mình sẽ giác ngộ, bố thí, xả bỏ tất cả cho xã hội, cho nhân loại, như họ. Dễ quá mà cứ phù hộ cho tôi thành tỷ phú, rồi tôi sẽ giúp cả thế giới. Nhưng may mắn cho chúng ta, vì chúng ta chưa được giàu như họ, cho nên chúng ta chưa ngu muội, điên khùng, xả hết tài sản của mình như họ được. Trò chơi của tâm thức. Thực ra tất cả chỉ là trò chơi của tâm thức. Chúng ta chỉ có sử dụng chưa tới 4% khả năng của não bộ. Có thể nhà bác học Albert Einstein cũng đã chỉ sử dụng có 6% não của ông ta. Chúng ta chỉ cầu mong sử dụng được 6% cho tới 8% của não bộ là sẽ có được những khả năng phi thường rồi. Để bớt khổ trong cuộc sống, chúng ta cần phải tràn hy vọng và nên đầy ước mơ, cho dù ước mơ đó chưa thành sự thật. Vấn đề là chúng ta có lạc quan, dám quyết tâm và tự lực theo đuổi những ước mơ đó và kiên nhẫn làm bất cứ giá nào để đạt được nó. Những người cầu nguyện hay quán tưởng khi chú tâm mãnh liệt vào một mục đích nào đó thì sẽ phát ra làn sóng cực mạnh. Và nếu có nhiều người cùng cầu nguyện với sự thành tâm hướng về một đối tượng chung, thì những làn sóng này sẽ hòa vào nhau, tạo ra một sự rung động, cộng hưởng, và năng lực của nó mạnh vô song, có thể thay đổi sự rung động của vật chất và từ đó làm thay đổi sự vật mà danh từ phổ thông gọi là phép lạ. Theo khoa học vật lý lượng tử thì tất cả sự vật đều là những lượng tử rung động với tần số khác nhau. Nếu biết thay đổi tần số rung động của lượng tử thì thay đổi được vật chất. Vạn vật lẫn ý thức có khả năng thay đổi tần số rung động. Vì tâm không phải là vật chất nên không ai có thể thấy được tâm ý. Nhưng người ta có thể cảm và đo được sóng điện não, tượng trưng cho sự hoạt động của tâm thức. Khi tâm ý suy nghĩ quá nhiều thì người ta đo được sóng não ở dạng beta. Sóng beta có tần số từ 14 đến 30 Hz trong một giây. Khi suy nghĩ bớt dần thì sóng não ở dạng alpha. Sóng alpha có tần số từ 9 đến 13 Hz. Khi lắng hơn nữa thì sóng ở dạng theta. Sóng theta có tần số từ 4 đến 8 Hz. Và khi tâm hoàn toàn yên lặng nghỉ ngơi thì sóng ở dạng delta. Sóng delta có tần số từ 1 đến 3 Hz. Mong cầu đơn giản chỉ là một sự chú tâm như tia sáng laser của năng lực về một mục đích mong muốn. Nhưng đa số ý chí tự lực hướng tâm của chúng ta rất yếu ớt, thiếu tập trung, nên không đủ tạo ra sức mạnh thay đổi sự vật. Cho nên chúng ta cần vào tha lực để hỗ trợ cho tự lực. Người tu thiền định hay thiền chỉ trên hình thức ngồi tham thiền cũng tương tự như người mong cầu, là tập trung để định tâm. Khi sự hướng tâm hay định tâm tới mức cùng cực thì họ cũng có thể đạt được huệ, là khả năng hay thần thông hay đổi sự vật tùy tâm. Tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Nếu chúng ta không tu thiền hay nhập định được thì có thể cầu nguyện,
và nếu cậu mong hết sức thành tâm thì phép lạ có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo luật của vũ trụ hay pháp giới, nếu sự mong cầu mang tính chất vị ngã, ích kỷ, tham lam, sân hận, ngu si, thì dù có thành tâm cách mấy đi nữa, cũng không thành như ý, mà sẽ đạt được cái mình không ngờ nhất. Biết trò chơi của tâm, thuận theo tâm và làm được như vậy, chúng ta sẽ cảm được cái tha lực của cầu mong. Nên nhớ, luôn luôn lạc quan, Pusetti, vì vũ trụ không biết bi quan lẫn negative. Vũ trụ tự nó không nhị nguyên, cho nên vũ trụ chỉ cho ta những cái có, cộng trong vũ trụ, chứ không cho ta cái không, trừ trong vũ trụ. Chẳng hạn, nếu chúng ta cầu mong không nợ, vũ trụ không biết chữ không nên sẽ cho ta nợ. Nếu chúng ta mong cầu có nợ thì tốt nhất là mong cầu bất đắc. Tương tự, nếu chúng ta cầu mong không giàu thì vũ trụ sẽ cho ta giàu, cũng là cầu bất đắc. Thử cầu mong lạy trời lạy Phật cho con không khổ đau, không nợ, thoát nạn, thoát bệnh. Thử xem chúng ta được cái gì. Cái này gọi là cầu cái không mà được cái có, khổ. Ngược lại, lạy trời lạy Phật cho con khổ đau, nợ nần, hoạn nạn, bệnh hoạn. Thử xem chúng ta được cái gì. Cầu bất đắc, sướng. Hay thử mong cầu khỏe mạnh, hạnh phúc, may mắn, giàu có, danh vọng, thành công, xem mình có được không. Người lạc quan tin tưởng mình sẽ được vũ trụ cho mình tất cả nếu cầu positive, vì vũ trụ dư giả đầy những thứ này để cho mình. Vũ trụ không có không nên không thể cho mình cái không có. Vì đây là trò chơi của con người mà lục căn và tham sân si không phải là tam độc và lục tặc như chúng ta thường nghe các tăng ni giảng giải theo kinh điển, là phải diệt nó để được giác ngộ. Tam độc và lục tặc chính là 6 thần thông và 3 thứ biểu bối, những vũ khí hữu hiệu, động cơ thúc đẩy và mãnh lực rất quan trọng cho sự thắng bại trong trò chơi tâm thức này. Nếu biết dùng nó đúng cách, đúng lúc và đúng chỗ, không thay quá, sẽ tạo được những điều mình mong muốn trên đời cho mình, cho gia đình lẫn cho người. Rồi hãy mong cầu giác ngộ sau khi đã thành công mỹ mãn, sống đời đáng sống, hữu ích cho nhân quần và xã hội. Chỉ có những bậc thánh nhân hay Bồ Tát đã giác ngộ, quán tự tại mới kiến được cái ngũ uẩn dai không, không còn tham sân si để mà vô cầu. Họ là những bậc đã xuất thế gian, không vướng bận với những trò chơi trần tục này. Tâm vô cầu. Cầu không được khổ, cầu được cũng khổ, không cầu thì an lạc. Cầu bất đắc khổ, cầu đắc diệt khổ, vô cầu nhi lạc. Cho nên nội vô sở đắc, ngoại vô sở cầu, trong không chấp được, ngoài không chỗ cầu. Vô cầu là đã lìa tâm phan duyên, gần đạt tới tâm không. Hiểu được triết lý của Phật giáo này thì đạt được tâm vô cầu. Khi đã đạt được tâm vô cầu thì có thể làm chủ được bản thân, kiểm soát được ý nghĩ, hết vọng tưởng, hết nghi ngờ, không bị ngoại cảnh chi phối, tâm thức tĩnh lặng, xóa bỏ được nghiệp chướng cả tốt lẫn xấu. Người đạt được tâm vô cầu sẽ ở trong một trạng thái vô cùng trong sáng, thoải mái, hết mọi khổ đau, phiền não, mà Phật giáo gọi là Niết Bàn. Đó là mục đích gần như cuối cùng của bất cứ người xuất gia theo đạo Phật nào trước khi thành Phật. Trước khi đạt được tâm vô cầu thì chúng ta sẽ đạt cầu chứng đắc hay muốn gì được nấy. Khi an tâm kiến tánh thì giáo căn cũng thanh tịnh, chúng ta có thể nghe mọi âm thanh trong vũ trụ và nhìn xuyên không gian để thấy trước những duyên nghiệp sẽ đến, thấy được quang phổ từ màu đỏ đến màu tím. Sóng não có thể bắt sóng được những sắc chất ở tần số khác, ví dụ như là sóng siêu ngắn, một loại sóng có thể xuyên qua vật cản dùng trong thông tin vũ trụ với sức nhìn không hạn chế.
có khả năng biết được suy nghĩ và tư tưởng của kẻ khác, thu được sóng não của người khác và hiểu họ đang nghĩ gì. Xa hơn nữa, có khả năng nhìn thấy hào quang của chúng sinh, biết được nhân duyên nghiệp quả của mình và của người khác đã được tàng trữ từ A Lại Giá Thức, tương tự như Information Technology mà ngày nay chẳng hạn tìm những dữ kiện trên Google Database hay trên social media, Facebook. Có khả năng di chuyển tùy ý trong không gian không bị hạn chế, có thể tạo ra vật chất như Internet, Email, Cloud, Smartphone, Sky, TV. Khoa học ngày nay thừa nhận có sự tồn tại của chiều không gian thứ tư. Người bước vào chiều không gian này có thể đi đến bất cứ đâu trong không gian ba chiều, một niệm là tới. Khi chúng ta quán tự tại, biết thấy nghe được nguyên ủy của những gì sẽ đến sẽ đi, không đến không đi, tức khắc tiềm ngộ, chúng ta sẽ bất ngờ ngộ được hạnh mong vô cầu thay vì vẫn mong cầu. Cho nên mong cầu là vô cầu, vô cầu là mong cầu. Không có gì là huyền bí như ta nghĩ, vì như đã nói trên, đây là những điều mà khoa học lẫn y học đã đạt được, đã tái khám phá với những kỹ thuật hiện đại như cloning, thay đổi DNA, thụ thai nhân tạo, radar, satellite, TV, radio, smartphone, internet, computer, phi thuyền, kính hiển vi, viễn vọng kính, đọc được những tín hiệu từ não bộ, special digital camera, chụp được energy, chứng minh thuyết Big Bang, tìm ra holographic universe, quantum entanglement, God particle, và tương lai sẽ là quantum computer technology. Tất cả những gì khoa học đã, đang và sẽ tái khám phá đã được Đức Thế Tôn nói đến từ hơn 2.500 năm trước. Tất cả đã có sẵn trong vũ trụ và được lưu trữ trong thư viện database của A Lại Giá Thức. Không có cái gì là phát minh hay khám phá mới mẻ cả. Muốn tìm tòi quan sát thì nó hiện hữu, không tìm tòi quan sát thì nó không hiện hữu. Đức Thế Tôn đã thuyết về lý không tính này trong kinh điển Đại Thừa. Không có người quan sát, không có vật được quan sát, tất cả do tâm tạo. Chân lý Phật giáo còn tiến xa hơn nơi khoa học dừng lại bây giờ, từ 2.600 năm trước, và sẽ vượt qua khoa học tới hàng ngàn năm sau. Khó hiểu hơn nữa là tại sao những khoa học gia tìm ra được những văn minh kỹ thuật trên? Câu trả lời logic là nhờ họ tìm tòi, học hỏi, thí nghiệm, kinh nghiệm, rồi thì hiểu ra và phát minh, chế tạo, ứng dụng và cải tiến, làm cho đời sống đầy tiện nghi và văn minh hơn. Nhưng những cái kiến thức này của con người từ đâu mà có? Ai dạy cho họ? Tự nhiên thiên khiếu trời sinh mà có à? Có thể tạm giải thích, những kiến thức này có được là từ những kinh nghiệm lịch sử hay của riêng từng cá nhân được tiếp nối từ quá khứ bởi duyên nghiệp. Phật giáo gọi là luật nhân quả và lý nhân duyên. Đơn giản, theo nhân bây giờ thì gặt quả tương lai, mong cầu thì sẽ xảy ra, sẽ làm được dù chưa đắc đúng như ý mình mong muốn, vì nhân duyên có thể chưa kết đúng quả. Chúng ta dù có thể không hoàn toàn đồng ý với những câu trả lời một chiều trên, nhưng cũng phiền phiến tạm chấp nhận, vì nó có vẻ logic. Tuy chúng ta không thể khẳng định rằng nó có thật sự đúng như vậy, tuy nhiên nếu tôi trình bày như sau đây thì chắc chắn đa số sẽ phản đối cho tôi là điên. Những kiến thức khoa học trên đây mà chúng ta biết được là từ tương lai mà có được. Chúng ta đang kinh nghiệm hay thừa hưởng những cái gì chúng ta chưa kịp mong muốn, chưa cầu đã đắc. Thí dụ, một nước chậm tiến muốn bắt kịp những văn minh kỹ thuật của một cường quốc trên thế giới phải mất đến nhiều năm, mà khi đã học được những kỹ thuật của họ thì họ đã tiến bộ quá xa hơn mình. Những cái điều mà mình tự học từ họ đã lỗi thời, mà có thể học sai lạc trừ khi chính họ dạy hay cho mình những kỹ thuật đó. Cách học tốt nhất là được họ thật tâm truyền lại cho mình, hay học lóm hay ăn cắp. Những văn minh kỹ thuật hiện đại thay đổi vượt bậc
từng 6 tháng, nhất là trong ngành Information Technology. Lịch sử đã cho thấy, từ khi có con người đến bây giờ chưa bao giờ chúng ta tiến bộ quá nhanh như vậy trong vòng 80 năm nay, và nhất là 40 năm vừa qua, nếu không có sự giúp đỡ của chúng sinh ở nơi khác. Sau đệ nhị thế chiến, các nhà bác học của Đức Quốc xã đã thú thật, sở dĩ nước Đức có những kỹ thuật cao hơn đồng minh là nhờ họ được sự giúp đỡ của Azerbaijan. Nếu chấp nhận lý thuyết này thì chúng ta sẽ công nhận luật quả xảy ra trước nhân. Ta lại đi ngược thời gian trở về quá khứ để dạy ta trong quá khứ. Khoa học chưa tìm ra phương cách để đi về quá khứ lẫn tương lai, nhưng các khoa học gia đều đồng ý là lý thuyết timetable này có thể thực hiện được. Phật Thích Ca có thể là timetabler, và tất cả chúng ta cũng là timetabler. Cho nên Đức Thế Tôn đã dùng ngôn ngữ của 3.000 năm về trước để nói cho chúng ta biết những điều này. Ta là Phật đã giác ngộ, chúng sinh là những Phật chưa giác ngộ. Chúng ta đã là Phật nhưng không biết, tức vô minh, vì đang sở trụ vào thế giới ảo mà tưởng là nơi hữu thường, rồi mong muốn ở lại, cho đến khi phải trở về bằng cách bước qua cửa vô môn quan Stargate hay cửa tử, mới ngộ ra tất cả chỉ là ảo. Vô môn quan đứng giữa mong cầu và vô cầu. Chúng ta sẽ không thể mang cái mong cầu qua cửa không. Sống chỉ là cõi tạm, chết mới là nơi về, sống gợi thác về. Cái tư tưởng quả đã xảy ra trước nhân, effect precedent cause, và lý nhân duyên đã chín quả trước khi đơm hoa này, rất là mới lạ cho nhân sinh quan của thế kỷ thứ 21 này, ít có người đề cập tới. Nói theo danh từ của kỹ sư thì đó là kỹ thuật đảo ngược, đi từ kết quả trở về gốc để sửa trở lại. Cho nên những điều ta biết hay mong muốn là nhờ ta của tương lai trở lại hiện tại, hay từ tương lai trở lại quá khứ để chỉ cho ta hiện tại những kiến thức và dạy cho ta biết ứng dụng và thực hành và chế tạo ra những tiện nghi vật chất, lẫn dạy cho ta những trí tuệ văn minh của tương lai. Những điều này thuộc không gian 4 chiều mà khoa học đã biết tới. Khoa học chưa thể chứng minh hay giải thích tới, vì những khoa học gia này vẫn còn chấp nhị nguyên, chỉ nghĩ đến vật chất, giới hạn, du hành, thay vì tâm thức không giới hạn, du hành. Họ chưa nghĩ ra không hẳn là họ không bao giờ có thể thực hiện được trong tương lai. Họ cũng đã hiểu được lý thuyết hợp tan của ngũ uẩn khi vật chất đi qua lỗ sâu. Tôi đã mạo muội làm bản đề cập dẫn chứng lẫn chứng minh bằng toán học về những tư duy nửa điên nửa tỉnh bất khả thuyết này trong cuốn sách Vô Tự Kinh, cũng như là trong các bài viết khác về Phật giáo trên Internet. Như đã nói ở trên, vạn vật do tâm tạo. Vạn vật là energy, energy là vạn vật. Chúng có khả năng cảm nhận, ngay cả thấy được energy, nhưng chúng ta không để ý đấy thôi. Cũng như là chúng ta ít khi quán niệm hơi thở, cho đến khi không thở được mới biết mình cần thở để sống. Khi kiến được nguyên tắc này, chúng ta có thể biết khi nào energy, kỳ khí nó đến, khi nào nó đi, nó ở đâu để đón bắt hay tránh đi. Những nghiệp chướng tốt hay xấu này đến với ta trong dạng thức của năng lượng energy. Nó hòa hợp với energy trong ta trở thành một, nhất nguyên. Không có sự phân biệt nhị nguyên. Energy của trong ta hay từ ngoài đến. Không có cái energy của ta hay energy của không ta, mà energy là energy. Đó là vô ngã. Cái nguồn năng lượng vô thủy vô chung, vô sanh vô diệt này, như lửa tam muội có thể đốt cháy tâm can của ta, hay có thể như nước cam lộ của Đức Quan Âm Bồ Tát, làm cho tâm lòng ta thoải mái an tịnh. Phật giáo gọi là bất khả tư nghi. Chúng ta chỉ thấy như vậy, nó là như vậy, có cái này thì có cái kia, do nghiệp quả nhân duyên hợp rồi tan.
Chúng sinh trong đó có con người, vì do ngũ uẩn hội tụ từ energy trong vũ trụ mà hiện hữu, cho nên không thể thoát khỏi được luật chi phối của vũ trụ. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì nó sẽ xảy ra những nghiệp chướng như vậy, dù có thần thông cũng không thoát đón bắt tránh khỏi được luật sinh trụ hoại diệt của vũ trụ. Tuy nhiên, đừng vội bi quan. Chúng ta không cần sống lâu trăm tuổi, nhưng chỉ cần đón bắt chụp tránh những nghiệp chướng đó giữa chu kỳ vô thường của sinh và tử là chúng ta sẽ được vạn sự như ý. Bắt được cái không, tránh được cái có, chụp được cái ảo, được cái hữu thường trong vô thường. Một kiếp nhân sinh cho là 100 năm, đó chính là một chu kỳ của sinh lão bệnh tử. Chúng ta đi qua cửa vô môn quan, cái vòng sinh tử, tử sinh này, rất nhiều kiếp. Hay nói cách khác, chúng ta đã du hành trong vũ trụ từ vô lượng kiếp. Từ 70.000 cộng chưa tới 84.000 kiếp. Trong vòng 100 năm có 10 chu kỳ thịnh suy, mỗi tiểu chu kỳ này chừng 10 năm. Biết được những chi tiết của vòng nhân duyên này là biết được định mệnh của chúng mình lẫn tha nhân và ngay cả chúng sinh trên cõi Ta Bà. Sắc là năng lực, năng lực là sắc, năng lực là năng lực. Không có năng lực của ta hay năng lực của người, ngoại vật, mà chỉ năng lực. Tất cả là một, trống không của vô ngã, nhưng đầy tràn cái trống không. Làm sao đạt được tâm vô cầu? Điều này bất khả tư nghị, không thể làm bàn nhưng cũng có thể tạm giải thích. Để đạt tâm vô cầu không có gì hơn là phải thiền, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, không cần tu thiền vẫn được tâm vô cầu. Trên lý thuyết thì có vẻ rất dễ dàng, chỉ cần diệt được tham lam, sân hận, ngu si là đủ. Nhưng thực tế thì không hẳn như thế. Trước tiên ta phải giảm thiểu cho đến từ bỏ năm ham muốn phàm phu, ngũ uẩn hay năm ấm, kết hợp với quán chiếu tính không của vạn vật, vì tất cả là vô thường, hư ảo, được hôm nay mai lại mất, không nên vương vấn. Có thì tốt, không có thì thôi, chịu khó làm là có. Nghĩ được như thế là ta đã dẹp được tham lam rồi đó. Khi tham diệt thì sân và si cũng vơi đi ít nhiều. Vì khi lòng tham không được toại nguyện thì sân nổi dậy, rồi thì si khởi, làm điều bồng bột thiếu suy nghĩ. Để dẹp bỏ sân thì trong khi thiền định phải quán từ bi, phải trải lòng yêu thương mọi loại chúng sinh, kể cả hữu hình hay vô hình trong thế giới này hay thế giới khác. Quán trí tuệ trong cuộc sống phải biết nhẫn nhịn, chi túc, tiện túc, đó là hành động của bậc thánh nhân quân tử. Có được phước đức thì nên hồi hướng vô lượng công đức cho chúng sinh. Chỉ cần dẹp bỏ tham và sân là chúng ta đã sáng suốt lắm rồi. Cái si không còn cơ hội tồn tại nữa. Khi tham sân si bị tiêu diệt thì tâm vô cầu sẽ hiển lộ. Đó là bản lai diện mục hay Phật tính của ta hiển lộ. Chúng ta sẽ chỉ kiến Phật. Bản tâm của chúng ta có thần thông, từ bi trí tuệ. Nên nhớ, chỉ cần một trong năm ấm ngũ uẩn nổi lên trong giây phút là công phu của ta giảm sút tức khắc. Vì thế phải biết minh tâm, chính tư duy để kiềm chế tâm thân, đặc biệt là buông xả. Buông xả ngoại cảnh sáu căn sáu thức. Nếu buông xả hết ba cái đó thì sẽ có tâm vô cầu. Tâm vô cầu là một phần trong lòng bồ đề của chi kiến Phật. Nên nhớ, dù có tu có luyện được thần thông đến đâu mà chưa buông xả được cảnh, thân và tâm thức thì cũng chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, vẫn cầu bất đắc khổ.